Dạ em Dương Bồ Kết xin được mến chào tất cả quý cô bác bà con. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại những cái video tiếp theo của em Dương nhé. Đây là cái bãi thực sinh của nhà em. Thì ở phía bên dưới thì đang các bác công nhân đang ghép rất là nhiều. Cô bác anh chị nào có nhu cầu phát triển cái cây bồ kết ghép lấy quả thì các bác liên hệ với em Dương qua số điện thoại để trên góc màn hình nhau nhé. Đây là bên này là các bác đang đảo lại bầu lần hai mà cắt ngọn đi cắt gai để cho các bác bên này ghép. Thì cái mắt ghép thì hầu như là ngày nào thì bên nhà em cũng phải đi cắt, mua cây và cắt. Chiều nay bà ghép được bao nhiêu cây rồi? Đây là cái phần những cái cây mới ghép, nó chưa bật mầm, mới ghép được 1-2 hôm nay. Trên vườn thì em cũng có trồng những cái cây bồ kết ghép này. Cây này em trồng từ tháng 11 năm ngoái này. Năm nay thì bây giờ cây nó cũng đang bật mầm ra rồi. Và đang ra hoa rồi nhé. Đối với cây ghép thì là nó sẽ ra hoa ngay trong những cái năm đầu tiên, nhưng mà về cơ bản là trên nhà vườn thì em sẽ cắt bỏ đi và để nuôi cây trong vài năm đầu. Nhất là để cho cây giống ở dưới nó phát triển, và cái thứ hai là để nó tạo thành những cái tán su. Nếu mà để quả thì cây nó sẽ không phát triển được. Đây là long bồ kết, hồng đăng bồ kết. Đó các bác. Chiều nay ghép bao cây rồi? 1000 cây. 1000 cây là 4 ngày à? Và cái mắt ghép này thì nhà em ghép vào ở đây, nhưng cái tỷ lệ lẩy mầm thì nó cũng không cao. Đối với cây bồ kết này, tỷ lệ lẩy mầm nó cũng không cao, nó tùy theo thời tiết. Có những khi có những cái luống là nó còn bị chết rất nhiều. Thì cứ cây nào ghép được thì được, còn cây nào không ghép được thì nó thối thì lại phải ghép lại thôi nhá. Và cái phần mắt thực sinh nó lên rất chi là nhanh. Đây này các bác có thể thấy đây này. Cái mầm mắt bồ kết nó mới bật được ra, nhí được vài ni ra thôi. Đấy, được một phân như này thôi, nhưng mà cái phần thực sinh nó đã lên được 4-5 phân như này rồi. Đấy, thì thường xuyên phải cắt những cái phần thực sinh này đi để cho nó tập trung dinh dưỡng và nó nuôi vào cái mắt ghép nha mọi người. Số lượng cây ghép ở trên nhà vườn nhà em thì rất nhiều, cả cây ghép cả cây thực sinh. Nếu mà bác nào mình có thể ghép được thì em cũng giao lưu cả cây thực sinh cho các bác luôn nhé. Bên này là những cái cây nhỏ em đảo lại sang bên đây, đợi cho bao giờ cây nó phát triển lớn lên thì lại tiếp tục ghép. Bạn vòi để tưới dưới này. Tới bầu, làm bầu cây này thì cái lượng đất ở trong bầu nó ít, cho nên là hầu như là ngày nào nhà em cũng phải tưới. Đây là cái phần cây bồ kết ghép mà nó đã lên, nó đã bật mầm được dài và cây nó khỏe mạnh như này, thì em sẽ xuất bán cho các bác được những cây như này. Thì cơ bản trên nhà vườn khi các bác đặt cây, đặt hàng thì em sẽ lựa những cây nào tốt nhất và khỏe nhất là gửi cho các bác trước. Còn những cây nào mà nó chưa đủ điều kiện thì lại tiếp tục chăm, chứ không phải là nhặt xô đâu. Các bác yên tâm như vậy. Cây tốt thì em sẽ gửi đi trước, chứ cũng để trên nhà vườn thì nó cũng chả để làm gì. Để cái cây tốt để lại làm gì cả. Nhưng các bác yên tâm nhé, lúc nào gửi đi thì cũng là gửi cây tốt nhất. Em ngồi dịch lên một tí để cho tưới cái bãi dưới này. Đây là cái vòi tưới nha em này. Nó phụt này. Số lượng nhiều thì em phải sử dụng vòi tưới như này thì mới đảm bảo được. Còn tưới tay thì không thể tưới được hết. Thì số lượng cây nhà em làm ở trên vườn thì em bảo tồn cây bồ kết, em làm vụ này em làm rất nhiều. Đây là cái luống cây mà nó đã ghép rồi nhưng mà nó chết hết này, gặp mưa nó chết hết, bây giờ lại phải ghép cắt đi để ghép lại nhé. Đây là cô đang đảo bầu, thì những cây nào mà nó to ghép được rồi thì sẽ cắt ngọn luôn và đảo xếp sang một luống, còn những cây nào nhỏ thì lại xếp sang một cái luống khác để nuôi lại. Mình tiếp tục nuôi, bao giờ mà cây nó phát triển lớn lên thì lại ghép.
đây là cái vòi nước nhà em đây. À, đối với cây bồ kết thực sinh thì bây giờ trên nhà vườn nhà em là giao lưu cả cây mạ nhé nhá. Nếu mà bác nào mà mình ở xa mà mình có thể tận dụng được cái nguồn nhân lực ở địa phương thì bác phải lấy những cái cây mạ về, hoặc là dồn bầu và chăm thì nó cũng rất nhanh thôi. Thì khoảng đâu đấy khoảng 1 năm là ghép được thôi. À, đối với em phát triển cái số lượng rất là lớn như này, cho nên là cái giá thành của một cái cây bồ kết khi giao lưu với các bác thì giá nó rất là rẻ. Đấy, các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng mắt ghép này. Nhà em làm thì tất cả những cái cây để lấy mắt ghép, những cây bồ kết đầu dòng thì em sẽ trong cái quá trình đi thu mua của những năm trước thì sẽ lọc lựa ra những cây nào mà nó có đẹp thì sẽ sử dụng luôn là để ghép cho, để cắt mắt và ghép cho những cái cây bồ kết là thực sinh ở trên nhà vườn nhé, sẽ không thu trái nữa. Ngoài làm cây giống thì em có thu mua cả quả bồ kết. Bác nào có quả bồ kết bán tươi khô em đều mua, số lượng không giới hạn nhau nhé. Em xin phép được dừng cái video ngắn tại đây. Xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe từ tất cả các bác. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video của ngày mai.